Chuyện lạ về kho báu vàng ròng Cát Tiên. Ngày 11 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lâm Đồng cho biết, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch vừa ban hành quyết định cho phép Sở phối hợp cùng với Trung tâm Khảo cổ học, Viện Khoa học Xã hội, vùng Nam Bộ tiếp tục khai quật trên diện tích 4.050m2 tại di tích Cát Tiên trong khoảng thời gian từ 12 tháng 3 2020 đến 12 tháng 3 2021. Đồng thời phải có phương án bảo vệ địa tầng của di tích và phát huy giá trị các hiện vật. Từ năm 1995 đến nay, các nhà khảo cổ đã tiến hành 8 đợt khai quật, phát hiện 20 ngôi đền, mộ tháp quy mô lớn và cổ kính bị vùi trong lòng đất phía nam dãy Trường Sơn, mang dấu ấn đạo Bà La, môn giáo với tục thờ phồn thực, coi âm lực và dương lực là nguồn gốc của mọi sự sáng tạo. Trong số hàng ngàn hiện vật được tìm thấy ở đây, đáng chú ý nhất là những bộ Linga Jodi. Ngoài bộ bằng đá lớn nhất Đông Nam Á, còn có Linga Jodi bằng vàng nhỏ nhất Đông Nam Á, Linga đá bán quý lớn nhất nước, Linga bằng đồng lần đầu tiên được phát hiện trong các di tích khảo cổ thời sơ sử Việt Nam. Việc phát hiện 265 lá vàng yểm trong các đền tháp cũng khiến giới khảo cổ xôn xao. Đó là pho sử viết trên vàng vô cùng thú vị và hấp dẫn. Cố giáo sư Hà Văn Tấn từng nhận định, tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông cũng cho rằng bộ hiện vật kim loại vàng này cực kỳ quý giá, không chỉ về mặt chất liệu mà lớn hơn là ý nghĩa văn hóa. Người xưa đã sử dụng kỹ thuật vẽ chìm và gò nổi để vẽ, tạc lên lá vàng hình ảnh các vị thần, các linh vật như voi, sư tử, lợn rừng, các va văn, biểu tượng trang trí cung đình như sóng nước, hoa sen, cánh hoan kết giải, bánh xe luân hồi. Nghệ thuật tạo hình khá trau chuốt, kỳ công, đúc và miết dập, điều luyện nên đường nét sắc sảo, phóng khoáng, đầy sức sống, hài hòa trong tỷ lệ, diễn tả những ma lực của thần linh, biểu tượng của sự sinh sôi và khát vọng vươn tới. Hình vẽ trên hàng trăm lá vàng như mê cung của các thần linh nên nhiều nhà khảo cổ nhận định đây có thể là một trung tâm tôn giáo, thủ đô của một vương quốc cổ bị lãng quên. Tuy nhiên đến nay, chủ nhân và niên đại của thánh địa Cát Tiên vẫn còn là điều bí ẩn. Hy vọng sẽ được khai mở trong quá trình nghiên cứu thời gian tới. Cuộc sống của người phụ nữ kết hôn với 5 anh em ruột, mỗi đêm qua lại với một người. Cô Raja Verma, hiện 28 tuổi, sống tại một ngôi làng nhỏ nghèo ở gần thành phố Dehradun, bang Uttarakhand, Ấn Độ. Cô đã kết hôn với 5 người chồng và tất cả họ đều là anh em ruột. 6 người họ chung sống trong một nhà, ngủ trên một tấm chăn được trải trên nền đất. Mỗi đêm, cô Rajo lại ngủ với một người anh em khác nhau, nên sau khi sinh cậu con trai đầu lòng, cô hoàn toàn không biết ai là bố đứa trẻ. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thực chất đó là truyền thống lâu đời tại ngôi làng này. Khi một người phụ nữ kết hôn với người đàn ông nào đó, cô ta cũng phải cưới luôn các anh em khác của chồng mình. Ban đầu, tôi cũng hơi khó xử, nhưng bây giờ đã quen rồi. Tôi không thiên vị người chồng nào hơn cả, cô Rajo chia sẻ trên tờ The Sun. Năm 2009, cô Rajo đã kết hôn với người chồng đầu tiên là Guru trong một cuộc hôn nhân theo đạo Hindu. Theo phong tục địa phương, sau đó cô Rajo cũng phải kết hôn với 4 người anh em ruột khác của anh Guru. Mặc dù phải chia sẻ vợ với nhiều người khác, nhưng anh Guru dường như không tỏ ra khó chịu. Anh chia sẻ, tất cả chúng tôi đều có quan hệ tình dục với cô ấy, nhưng tôi không cảm thấy ghen tuông. Chúng tôi là một gia đình lớn hạnh phúc. Cô Rajo cho biết, cô hoàn toàn chấp nhận 5 người chồng của mình, bởi trước đó mẹ của cô cũng từng kết hôn với 3 anh em trong một nhà. Họ lần lượt ân ái với nhau mỗi đêm, nhưng không hề có giường, mọi người đều ngủ chung trên một tấm chăn trải dưới nền nhà. Tôi nhận được nhiều sự chú ý và yêu thương hơn hầu hết những bà vợ khác, cô Rajo tự hào chia sẻ. Trước đây, truyền thống đa phu khá rộng rãi tại Ấn Độ, nhưng càng về sau, khi xã hội phát triển hơn, truyền thống này đã bị mai một dần, chỉ còn xuất hiện ở một vài vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số hoặc ngôi làng nghèo. Một người phụ nữ thường lấy nhiều hơn một người chồng và đàn ông sẽ là người thống trị dòng xã hội.
một người phụ nữ sẽ kết hôn với cả anh em của chồng mình với mục đích giữ gìn đất đai của gia đình, không phải chia cắt cho bất cứ ai. Các nhà nhân chủng học tin rằng phong tục này bắt nguồn từ cuốn Sử thi tiếng Phạn nổi tiếng Ấn Độ. Trong đó có ghi, công chúa Draupadi, con gái của vua Pancha, đã kết hôn cùng lúc với 5 anh em ruột để giữ gìn đất đai canh tác của gia đình. Hiện nay, chế độ đa phu này vẫn có thể được tìm thấy ở một số khu vực gần dãy núi Himalaya hoặc một số khu vực miền núi Tây Tạng. Đối với những người sống tại các khu vực này, chế độ đa phu không chỉ giúp họ giữ gìn được đất đai của gia đình mà còn là giải pháp cho những người đàn ông khó khăn trong việc đi tìm vợ, đặc biệt là ở những nơi thiếu hụt phụ nữ như Ấn Độ và Trung Quốc. Mặc dù khi những đứa trẻ chào đời, chúng không thể biết ai là bố ruột của mình, nhưng vì nghèo khó và xa xôi, hầu như không có ai đi xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống. Mãi cho tới vài năm gần đây, một số người mới sử dụng phương pháp xét nghiệm ADN để giải quyết vấn đề tranh chấp và thừa kế. I'm so happy.